Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho các bạn, giới thiệu cái bully đầu trục cơ của Kia K250. Đây các bạn này, Kia K250 hàng mô bít xịn các bạn nhé. Đấy, mỗi một sản phẩm thì nó sẽ đóng trong một cái túi ni lông như này các bạn. Đây, một túi ni lông này. Đây các bạn này, đây là mã của nó này các bạn này. Hàng mô bít 100% xịn sò các bạn nhé. Đó, đây là mô bít xịn 100% các bạn nhé. Đóng trong túi ni lông và tem mô bít đây. Đây là bully đầu trục cơ các bạn này. Đây là mình sẽ bóc ra cho các bạn. Mình sẽ bóc cho các bạn xem nhé. Đây là hàng xịn mới đét luôn, 100% mới đét luôn. Đây, nó sẽ có 3 nóc này các bạn này. Đây là bully đầu trục cơ các bạn nhé. Rãnh này. Đây, mặt của nó đây các bạn nhé. Đây là bully đầu trục cơ của Kia K250. Đấy, mã này của nó thì là mã lắp cho Saranvex, nhưng mà con này thì máy lắp chung các bạn nhá. Thì đây nhà đầu trục cơ này nó sẽ lắp chung. Đó, hàng xịn 100% đây các bạn. Ok anh em. Đấy, đây, kia đây. Đây, biểu tượng các bạn nhá. Rồi, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Thank you anh em, có gì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Thank you anh em rất nhiều.